Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Vô. Ông nhậu con công việc nha.
chín không nè. Nó uống cái lâu nó chạy chứ. Xuân đã đến bên em. Thank you.
đón Chúa xuân về.